gắn cách mạng 4.0 với chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam. Các nền tảng số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã sẵn sàng. Hãy cùng với Hoàng Phương bắt đầu chương trình Sống Kết Nối ngày hôm nay với những tin tức công nghệ đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật.